một trong những cái thông tin mà nhiều người quan tâm đến, tại vì nhiều người nghĩ là chúng ta chỉ có một cái sự tăng trưởng kế tiếp khi mà phần trăm của BTC đã ở cái mức cao giống như là hơn 50%, hơn 60% mà thôi. Tại vì lúc đó là lúc mà chúng ta thấy nhiều người đã bỏ cuộc, người ta đã không lưu trữ altcoin nữa. Nhiều người đã rời khỏi thị trường này hay là họ đã chuyển qua lưu trữ BTC, khiến cho phần trăm vốn hóa của BTC tăng lên, thì đó mới là cái thời điểm mà chúng ta mới bắt đầu là có một cái sự tăng trưởng kế tiếp. Những người mà ở lại là những người mà có lòng tin, còn những người mà đi du lịch đến thị trường này chỉ ở những lúc mà vui vẻ thôi đó, thì những người đó đã rời khỏi từ lâu rồi. Thì nếu mà chúng ta nhìn vào phần trăm vốn hóa này, nhiều người cho là chúng ta cần phải thấy phần trăm vốn hóa tăng lên nữa, thậm chí có thể lên tới mức là khoảng 70% như là chúng ta đã từng nhìn thấy cái thời kỳ mùa đông năm 2019. Lúc đó các bạn đã nhớ đó là phần trăm của BTC đã có lúc xuống thấp là chỉ còn có 32% mà thôi. Và đây là thời điểm đầu năm 2018 các bạn. Và chúng ta cũng đã từng thấy được là có một thời gian rất nhiều người đã tin tưởng năm 2017 đó là Ethereum sẽ xoán ngôi BTC trở thành đầm của vốn hóa lớn nhất. Tại vì chúng ta đã thấy được là thời điểm tháng 6 của năm 2017, lúc đó đã có một thời gian phần trăm vốn hóa của Ethereum đã mức là 31.22% như các bạn nhìn thấy trên màn hình, và BTC phần trăm vốn hóa là 38.69%, gần như là bằng nhau các bạn. Nhưng mà cuối cùng điều đó đã không xảy ra. Các bạn thấy là sau đó vốn hóa BTC lại tăng trưởng trở lên, trong khi Ethereum thì vốn hóa lại đi ngược trở xuống, và đã không còn một lần nào nữa chúng ta thấy vốn hóa của Ether đến gần BTC đến như vậy, mãi tới bây giờ vẫn chưa thấy các bạn. Và bây giờ đó thì phần trăm vốn hóa của BTC là mức 48, 49, 50% đi, thì nhiều người nói là chúng ta cần phải thấy vốn hóa của BTC lên tới mức là 70% như năm 2019, thì chúng ta mới yên tâm là chúng ta đã trải qua mùa đông rồi. Tại vì đó là một trong điểm nhấn của những mùa đông. Chỉ khi nào mà mọi người rời khỏi thị trường này, bỏ hết những altcoin, chuyển qua phần lớn lưu trữ BTC thì chúng ta mới chấm dứt mùa đông. Nhưng mà thật ra đó, các bạn đã nhìn thấy được trên màn hình, đường zoom ra chúng ta đã thấy là BTC những năm đầu tiên, giống như các bạn thấy được là ngay cả mãi cho tới năm 2017 đó, thì lúc đó phần trăm vốn hóa của BTC đã nhiều lần ở mức là khoảng 90% các bạn. Tại vì sao? Chỉ phần lớn chúng ta chỉ có BTC mà thôi, altcoin là một phần cực kỳ nhỏ. Nếu chúng ta nhìn vào giả sử như là năm 2016 đi, các bạn thấy được là đầu năm 2016 chúng ta có 91% vốn hóa trên thị trường là BTC, chỉ có 1% là Ethereum và 2% là XRP mà thôi. Trong khi mà chúng ta tính tới hiện bây giờ đó là Ethereum đã là mức là gần như 20% vốn hóa rồi. Và nếu như các bạn đã nhìn thấy là sau năm 2017 đó, và đối thường đó là cái điểm đầu tiên mà chúng ta đã nhìn thấy sự trỗi dậy của altcoin. Đương nhiên những cái altcoin của năm 2017 đó là phần lớn chỉ là một cái white paper thôi các bạn. Cho nên sau đó chúng ta đã thấy là mùa đông đã kéo tới năm 2019. Nhiều altcoin đã giảm 90, 95, 99% luôn, và vốn hóa của BTC đã tăng trở lên. Các bạn thấy được là từ mức 32 tăng trở về mức là khoảng 70%. Nhưng mà cho dù ở cái mức cao đó của mùa đông năm 2019 á, thì chúng ta vẫn thấy được là thấp hơn cái phần trăm mà BTC đã có trước đó, như là năm 2017, 16, 15, lúc đó phần trăm BTC là 85, 90%, nhưng mà cái mức cao nhất chúng ta nhìn thấy là chỉ khoảng 70% mà thôi. Thậm chí chúng ta đã nhìn thấy được là thời điểm tháng 1 của năm 2021 đó, thì phần trăm vốn hóa của BTC đã mức là 71.89%, nhưng mà không tăng hơn nữa, vẫn thấp hơn trước đó là khoảng 80, 90%. Thì chúng ta có phải chờ đợi thêm phần trăm BTC tăng lên tới ít nhất là 70% để coi như là chúng ta yên tâm là đã chấm dứt một mùa đông rồi. Thật sự chúng ta đang nằm trong một mùa mới hay là không, thì điều đó đương nhiên là có thể các bạn. Nhưng mà một điều khác nữa Thuận muốn các bạn lưu ý, đó chính là phần trăm của những cái đồng ổn định. Nếu như mà chúng ta trả trở về, cho dù chúng ta nhìn thấy được là cái thời điểm năm 2019 đi, mùa đông lúc đó đó là chúng ta thấy được là BTC 70%, chúng ta có Tether là 1.52% vốn hóa của thị trường, USD Coin đây chỉ có 0.17% vốn hóa của thị trường mà thôi. Bây giờ đó thì các bạn thấy được là phần trăm vốn hóa của hai đồng ổn định lớn, đó chính là Tether và USD Coin thôi. 2% này đã gần như là 11% rồi các bạn, con số không hề nhỏ. Cho nên khi mà chúng ta nhìn vào phần trăm vốn hóa của BTC, chúng ta cũng phải nghĩ đến là bây giờ stablecoin đã là một phần lớn hơn trên thị trường rồi. Cho nên nếu chúng ta chỉ đơn giản so sánh phần trăm vốn hóa của BTC từ năm này qua năm nọ, qua năm trước đó nữa thì cũng không hẳn là nó hợp lý đâu các bạn. Bản thân Thuận thì bây giờ vẫn tiếp tục trung bình giá thôi, tại vì Thuận vẫn có lòng tin vào chu kỳ mỗi 4 năm. Và nếu như tính theo thời gian của những chu kỳ trước đó, thì chúng ta đã trải qua cái mức thấp nhất rồi các bạn. Đó chính là thời điểm tháng 11 của năm 2022, lúc đó giá BTC là khoảng 15.000 đô. Dựa theo lịch sử của những chu kỳ đó thì nếu chúng ta tin đó là sự thật thì chúng ta đã thấy đấy rồi. Thuận hy vọng là các bạn nghe điều giá trị trong video này. Nhưng mình nào muốn tìm hiểu ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi, như là các bạn có thể nhận được bonus hay giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mình tham gia vào những sàn như là Bybit, CoinX, OKX, Binance và một số dịch vụ khác. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.